Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Atalanta và Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi của vòng 1/8 Champions League mùa này, Atalanta có màn khởi động không thể tốt hơn khi đánh bại Napoli 4-2 trên sân nhà. Qua đó thầy trò huấn luyện viên Gian Piero Gasperini đã trở lại với top 4 giải vô địch quốc gia Italia. Có thể không còn là ngựa ô đấu trường châu Âu như mùa giải trước, nhưng rõ ràng sức mạnh cùng lợi thế sân nhà của Atalanta là không thể phủ nhận. Về phía Real Madrid, đoàn quân của Zidane cũng có bước chạy đà tương đối tốt khi trở lại với Champions League. Trong vòng đấu gần nhất tại La Liga, đội bóng Hoàng gia đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân của Valladolid, trong khi đội bảng là Atletico Madrid phải nhận thất bại, khiến khoảng cách lúc này chỉ còn là 3 điểm để Real thêm hy vọng cạnh tranh ngôi vương La Liga. Trở lại với cuộc đối đầu này, dù Atalanta có lợi thế sân nhà, nhưng nếu Real Madrid chơi đúng với phong độ, hy vọng có điểm vẫn thuộc về thầy trò huấn luyện viên Zidane. Đội chủ nhà Atalanta đang nắm rất nhiều lợi thế trong tay trước trận đấu này, đặc biệt là huấn luyện viên Gasperini đang có gần như đầy đủ toàn bộ trụ cột trong đội hình. Trường hợp đáng chú ý nhất là vị trí của HT Bauer khi hậu vệ cánh phải này vẫn chưa kịp bình phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bên kia sân, huấn luyện viên Zidane đang rất đau đầu khi bốn trụ cột của đội bóng là Ramos, Benzema, Marcelo và Cavahan đều chắc chắn không thể có mặt ở trận đấu tới. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Hazard, Militao hay Van Verde đều không thể được đảm bảo. Lần gặp mặt tại lượt đi trên sân nhà của Atalanta là lần chạm trán đầu tiên của hai đội tại đấu trường châu Âu. Còn về phong độ qua 6 trận gần nhất, Atalanta thắng 3, hòa 2 và thua 1 lần. Ở bên kia chiến tuyến, phong độ của Real Madrid trong quãng thời gian vừa qua cũng rất tốt. Ngoại trừ trận thua trước Levante, thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Atalanta sẽ chấp Real Madrid 1/4. Dù đang nắm nhiều lợi thế trong tay từ sân nhà đến lực lượng đầy đủ hơn, nhưng điểm yếu của Atalanta chính là kinh nghiệm tại sân chơi lớn như Champions League, điều mà khiến mùa trước đội bóng nước Ý phải dừng chân ở vòng tứ kết. Ngược lại, Real Madrid còn đó bản lĩnh và đẳng cấp của nhà vô địch, cộng với tinh thần đang lên cao, đội khách hoàn toàn có thể có điểm để ra về. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 3. Hai đội chưa từng chạm trán trong lịch sử nhưng cả Atalanta và Real Madrid đều là những câu lạc bộ hàng đầu tại Serie A và La Liga. Họ sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ và các trận đấu tham dự để có nhiều bàn thắng được ghi đặc biệt trong bối cảnh hai đội đều rất quyết thắng để tạo lợi thế trong trận lượt đi ở vòng knockout, ao, tài sẽ là lựa chọn ở kèo này. Dự đoán của Thể Thao Văn Hóa, hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số hai đều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.